Không, UMS có luôn mà, UMS rồi shop house nữa. Hai shop house, U2 nhưng mà U2 nhiều. U ở nhiều đúng rồi. U2, U1. Ơi, bên U2 15 còn căn nào cho thuê không vậy? Gì vậy? Trời ơi. Vô. Gắm đứng đây nè. Trời ơi, chín anh mua bò đâu á, lấy hot girl gắm là lầu này nè, đứng đây nhìn thấy BBQ mình luôn á. Em 13 luôn nè anh, lên 2 tầng. Có một câu đó không à? Một câu nha. Ngon lắm. Cây nhà lá vườn. Mình quấn cường hả? Đâu. Không có gì không có gì này nè. Anh tên gì nữa, bởi vì anh xuống quét em. Mới số nào à? Nó móc đây gu ta. Còn anh ta là cà phê mộc à? Cà phê mộc. Còn anh này là ủng hộ 2-3 quán là mà ủng uống 2-3 quán là qua nào mua. Đào cúc vậy vẫn có. Không đi. À. Em mà thích mặt họ hay là quá bự lấy gì ra đừng nói nữa em cho quyền. Để đâu đâu vô anh không đi đỡ đồ bơi hay gì vậy? Vô tiểu không nói cái để bé này là... trời ơi sao đi để gì kế anh chi vô anh vô anh cưng này thành ra là anh phải đứng cái chỗ. Em phải đại diện 10 tỷ đầu tiên. Anh, em quay phim cho. Anh đợi đây. À. Là con này làm gì? Chăm. Hả? Rồi. Hưởng ứng luôn. Không có hưởng ứng. Đúng rồi, chị của em, chị của em. Sao hôm nay sẽ không còn thấy chị tin, nó có khi là tiết Ken, tiết Tiger nữa không chừng nữa. Hưởng ứng dẹp. Sao 100 thùng? 100 thùng là ở đây ra nè. Tí nữa uống nó bia mình chặt nó lấy cho lanh. Rồi, vô, trăm. Rồi, chị, có khi uống xong với chị xong không uống được với ai luôn nữa. Ở dưới này Luca má thấy có chiếc xe đẩy bự nhà vừa. Chắc phải lấy xe đẩy đó lên. Lấy xe đẩy đẩy lên. Bà nào lấy liền. Rồi, chắc là cái gì vậy? Cà phê lúc ta gì đó. Lúc ta. Ai trả cái ly này vậy?
cái lên mập chà bá rồi đi luôn chắc à, đi luôn chắc. Gọi là gì mày xúc tầm anh gì mà nó đi nhẹ nhở gì ai mà chịu. Anh Trí nó uống xong ly này không biết uống được với người khác không nữa nè. Nào cổ vũ cho chị. Vô 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 vô. Anh Trí thì tiêm vô. Rồi. Anh dẹp, anh dẹp, anh dẹp. Em muốn hỏi anh, Phan, anh em hỏi đây nè. Anh có cài phó nhóm chưa? Chứ mà nếu mà thiệt mình phải cài phó nhóm trước đi. Quyền chứ giờ anh có đi, có thủ kinh lắm. Lúc nào nắm trong phó nhóm luôn. Lúc nay nó thủ kinh lắm, yên tâm đi. Rồi. Uống đi, anh rót đi, anh đã rồi đấy. Em chuẩn bị đi em. Anh mà gì vậy? Anh mà chưa hết ly nữa gặp chị gắm nó là tôm luôn. Kệ, uống đi, uống cho ta. Vô. Bàn lý, bàn lý. Cầu cứu bàn quản lý, cầu cứu bàn lý. Mày uống hết chưa? Chưa hết nhưng mà đang cầu cứu. Nhân. Không chơi đổ bia nha. Đây không chơi được bia nha. Đổ bia nha. Giờ đổ không đổ đồ con đùa thôi. Anh Diệp nói chứ để anh Trí qua bên đi mình nói đi. Vô đi. Không, để cho anh uống mình đi. Mình vô. Cái nào đó. Đây mình vô được rồi. Vô. Anh cái chuyện đó. Vô đi. Anh uống hết ly đó còn tới chị gắm nữa kìa. Chị giờ uống đi chị. Trời em nhìn cái ly nè. Vô. Đi ngược kim đồng hồ, ngược kim đồng hồ. Ờ thôi. Chị, em nhìn cái ly giống như nước xanh, nước mía. Anh, mấy bữa anh mượn xe đẩy đâu vậy? Để em xuống. Thầy, chắc cứu là phải xe đẩy đây chứ. Từ đây lên tới tầng 18 nó cũng hơi bị xa xôi á. Em yên tâm đi. Anh yên tâm. Chị có xe đẩy rồi. Có sẵn xe đẩy luôn. Khói mượn. Ủa cái thùng hồi nãy đẩy đồ ăn đâu ta? Một lát bỏ nó lên nhưng kia nó chuột xuống. Tới luôn tí ơi, tới luôn. Thôi được rồi, vô được rồi. Má thôi chứ mọi người. Chị làm một chị làm một cái là ảnh hết review luôn. Đây chè, đây review chè nhé. Đây chị Trinh. Đây đúng rồi. Biết rồi ý là. Hả? Khoan, sao? Đâu, nè, để em view cái. À, giờ sao chụp tấm hả? À, chè luôn rồi. Sao đó? Đây, chị Trinh. Nấu á. Đây chè sả nè, chè nè. Đây. Bằng gì giờ? Giờ mua hết bằng cấp á. Bằng cấp á. Giờ mua bằng đó. Sợ với em này không có bằng lắm. Chui không à. Trời ơi, còn quá trời bia luôn. Ui sao chịu nổi. Ôi. Gì mới có 3-4 hùng mà. Ờ. Vô. Rồi, uống mấy. Ngắt rồi. Không cho em có uống chút nhiều cái gì anh cạp em nó không bơi kìa. Mấy giờ tôi uống một ly bia, em uống ly Sten đây. Thôi đừng gạch nữa. Nó là sao? Cũ là bỏ qua. Cái này không phải xịt em qua bê nha. Rồi, vô. Vô. Nhưng mà hết ly có nghiệm thu không? Nghiệm thu là kiểu của em. Rồi. Vô. Vô. Nghiệm thu của em. Vô.
vô hỏi chị em nè, vô nghiệm thử của em là ốp nào rồi. Có cần em ủng hộ không? Rồi rồi đủ rồi, vô 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 hỏi chị em mạnh quá dữ quá có thể lớn tuổi anh nhậm thu điểm đâu rồi anh chị 71 điểm đâu rồi xong xong xong, xong. Ok chào và hẹn gặp lại cả nhà video sau, nhớ like đăng ký hạ tiền ủng hộ Trí Xì Tiền Dừa và Xì Tiền En, bye bye.